Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Thưa quý vị, thắp hương vốn là một nét đẹp văn hóa ngàn đời trong truyền thống của người Việt. Chúng ta thắp hương để bày tỏ tấm lòng thành kính, cùng sự thương nhớ và biết ơn đến tổ tiên, để cầu mong những điều bình an và tốt lành nhất đến với gia đình mình. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, thì thời điểm thắp hương chính là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng. Nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khi xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy trong ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, thời điểm nào thắp hương là cát lợi nhất? Chúng tôi sẽ bật mí trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày mùng 1 tháng 9, ta cũng cần phải xem xét ngày mùng 1 tháng 9 cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt phù hợp nhất. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch rơi vào ngày thứ hai, ngày 26 tháng 9 dương lịch. Ngày mùng 1 ngày Nhâm Ngọ có nạp âm ngũ hành là Sinh Liễu Mộc, tháng 9 là tháng Canh Tuất có nạp âm ngũ hành là Thoa Xuyến Kim. Tháng này là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Ngày Nhâm Ngọ có Nhâm thuộc thủy, Ngọ thuộc hỏa, tức là can khắc chi, là ngày cát trung bình hay còn gọi là ngày chế nhật. Ngày này đặc biệt kỵ tuổi Bính Tý, Canh Tý, ngày thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần và tốt thành hỏa cục, xung Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt hợi. Trong ngày mùng 1 tháng 9, trực là trực thu và sao, sao tâm trong bộ nhị thập bát tú. Tiết khí của ngày mùng 1 vẫn là tiết thu phân. Trong ngày hôm nay có các cát thần, bất tướng, kim quỹ, minh phệ, phúc sinh, thiên nhạc, thiên tài tinh, thiên xá, thiên âm, cùng tại, thần tại, tuế đức, tứ tướng, đại hồng sa, đại minh. Những việc nên làm trong ngày mùng 1, an đối ngại, cầu tài, di đồ, hứa nguyện, khai đếm, tắm gội, nhập trạch, nạp tế, phạt mộc, thi ân huệ, tu sức viên tường, tu trạch, tạo táng, tế tự và đính hôn. Các hung thần trong ngày mùng 1, băng tiêu ngọa hãm, bại nhật, bất cử, cửu số, hoành thiên chu tước, hàm trì, hỏa tinh, khí vãng vong, ly khoa, lỗ ban sát, quỷ cách, tam bất phản, thiên cương, thám mệnh, thổ ngân, tư quý bát tọa, tứ đại kỵ, xá thú, giao châm, giao khảm sát, đại bại, đại thời, địa phá, địa tặc. Kỵ làm những việc sau: an táng, cầu tự, cầu y, giao dịch, giá mã, giá thú, giải trừ, khởi công, kết hôn nhân, nhập học, thăm người bệnh, thường hạ, thự biểu trương. Trong ngày 1 tháng 9 có 12 khung giờ, khởi bắt đầu từ giờ Canh Tý, kết thúc giờ Tân Hợi. Vậy giờ chúng ta xét cát hung từng giờ để tìm ra những giờ tốt nhất tiến hành thắp hương ngày 1 tháng 9. Khung giờ đầu tiên ta xét là giờ Canh Tý 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Canh Tý có các cát thần sát, kim quỹ, nguyệt tiên, phúc đức, đế vượng, thời phá, hỏa tinh, địa binh, đặc biệt là giờ xung với ngày nên ta không lựa chọn. Giờ thứ hai ta xét là giờ Tân Sửu, từ 1 đến 3 giờ. Trong giờ này có các cát thần sát như sau: thiên đức bảo quang tinh, thiên quan quý nhân, vũ khúc, thủy tinh, thời hại. Như vậy giờ Sửu là giờ tốt đầu tiên. Giờ thứ ba ta xét là giờ Nhâm Dần, từ 3 đến 5 giờ. Trong giờ này có các cát thần sát như sau: bạch hổ thiên sát, la thiên đại thoái, triệt lộ không vong, thiên tặc, tứ đại cát thời, tam hợp, thái âm, tả phụ, tỷ kiên. Đây là khung giờ xấu, không thể thực hiện tế lễ thắp hương. Giờ thứ tư ta xét là giờ Quý Mão, từ 5 cho đến 7 giờ. Trong giờ này có các thần sát như sau: ngọc đường, thiên khai, thiếu vi tinh, thiên ất quý nhân, mộc tinh, hà khôi, triệt lộ không vong. Hơn nữa, nữ đây lại là giờ quý nhân của ngày. Nhâm lấy lộc tại hợi, lấy tỵ và mão làm quý nhân, nên đây là giờ tốt thứ hai. Giờ thứ năm ta xét là giờ Giáp Thìn, từ 7 đến 9 giờ. Trong giờ này có các cát thần sát như sau: thiên lao, hỏa thần, kế đô, cô thần, nhật mụ, phúc tinh quý nhân, vũ khúc. Đây là khung giờ đặc biệt xấu trong ngày, vậy nên không thắp hương vào khung giờ này. Giờ thứ 6 ta xét là giờ Ất Tỵ, từ 9 đến 11 giờ. Trong giờ này có các thần sát như sau:
Huyền Vũ Thiên Mục, Thiên Cẩu Hạ Thực, Thổ Tinh, Cổ Mộ Sát, Thiên Tặc, Thiên Ất Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời. Giờ này cũng là giờ quý nhân của ngày nên cũng là giờ tốt, như vậy giờ Tỵ là giờ tốt thứ 3 trong ngày. Giờ thứ 7 ta xét là giờ Bính Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, trong giờ này có các thần sát như sau. Tư Mệnh, Nhật Tiên, Phượng Liễn Tinh, Hỷ Thần, Đường Phù, Thời Kiến, Minh Tinh, La Hầu, Thời Hình, Thiên Binh là giờ xấu không thể tiến hành nghi lễ, thắp hương ngày mùng 1, vì làm vào giờ này nam chủ bất lợi, không tốt. Giờ thứ 8 ta xét là giờ Đinh Mùi, từ 13 đến 15 giờ trong khung giờ này có các thần sát như Câu Trần, Địa Ngục, Thiên Quan, Quý Nhân, Thiên Xá, Ngũ Hợp, Quốc Ấn, Lục Hợp, Kim Tinh. Hơn nữa giờ này được lục hợp với ngày nên đây là khung giờ tốt để thắp hương lễ bái ngày mùng 1 tháng 9. Giờ thứ 9 ta xét là giờ Mậu Thân, từ 15 đến 17 giờ, trong giờ này có các thần sát như sau: Thanh Long, Thiên Quý, Thái Ất Tinh, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Trường Sinh, Dịch Mã, Ngũ Bất Ngộ, Lộc Mục, Lục Mậu, Tuần Trung Không Vong, Lôi Binh là giờ trung bình cát, có thể làm được. Giờ thứ 10 ta xét là giờ Kỷ Dậu, từ 17 đến 19 giờ, trong khung giờ này có các thần sát như Minh Đường, Minh Phụ, Quý Nhân Tinh, La Thiên, Đại Tiến, Tham Lang, Thời Hình, Thiên Cương, Tuần Trung Không Vong, Hỏa Tinh, Cửu Xú là giờ xấu không nên thắp hương tế lễ vào giờ này. Giờ thứ 11 ta xét là giờ Canh Tuất, từ 19 đến 21 giờ, trong giờ này có các thần sát như sau: Thiên Hình, Thiên Hình, Ngũ Quỷ, Quả Tú, Địa Binh, Quý Đăng Thiên Môn, Tam Hợp, Hữu Bật, Thủy Tinh, giờ Tuất cũng xấu, không nên tiến hành lễ tế hay thắp hương giờ này. Giờ thứ 12 ta xét là giờ Tân Hợi, từ 21 đến 23 giờ, trong giờ này có các thần sát như sau: Chu Tước, Ngũ Quỷ, Kiếp Sát, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Tả Phụ. Bên cạnh đó giờ này còn là giờ lộc của ngày, nên đây là giờ cát lợi nhất trong ngày. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong những giờ tốt để tiến hành công việc thắp hương, cúng tế vào ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Trong ngày mùng 1 tháng 9 có những khung giờ tốt để thắp hương như sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tân Sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng. Giờ tốt thứ hai là Quý Mão, từ 5 đến 7 giờ sáng. Giờ tốt thứ ba là giờ Ất Tỵ, từ 9 đến 11 giờ sáng. Giờ tốt thứ tư là giờ Đinh Mùi, từ 13 đến 15 giờ chiều. Giờ tốt cuối cùng là giờ Tân Hợi, từ 21 đến 23 giờ tối. Đây là 5 khung giờ tốt để chúng ta tiến hành nghi lễ thắp hương cúng mùng 1 tháng 9 âm lịch. Quý vị hãy lựa chọn ra những khung giờ tốt nhất phù hợp với mình để tiến hành thắp hương cho mọi việc được thuận lợi và may mắn. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày mùng 1 thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đủ đầy. Bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế việc bốc bát hương mới là điều tối trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi ngài sáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Là gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí siêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu, là pháp khí là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 7. Là giấy trang trí, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác.
Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng mùng 1 tháng 9 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.